Trải qua hơn 20 mùa giải, giải bóng đá Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho anh em phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên đến từ các đơn vị truyền hình báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Mùa giải thứ 23 dù diễn ra muộn hơn dự kiến nhưng sẽ tiếp tục mang đến những nét mới trong công tác chuyên môn như các đội được phép đăng ký tăng cường hai cầu thủ không thuộc đơn vị nhưng có thẻ nhà báo, hay sự tiếp nối của thể thức đá luân lưu ở vòng bảng khi hai đội hòa nhau. Bên cạnh đó còn có giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bắt đầu từ vòng tứ kết trở đi, giải bóng đá mini Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh Cúp Thái Sơn Nam 2024 quy tụ 13 đội bóng sẽ diễn ra từ 16 tháng 8 đến 31 tháng 8 tại cụm sân Tàu Đàn, quận 1.